phát triển lá cây rồi. Wow, đây nữa nè, ông nông dân đi đâu rồi ta? Không có tùng nhung thì thôi hái đỡ mông gà. Cũng mê luôn các bạn. Ở này hơi vàng rồi. Này ngon quá nè. Đi tới cái nằm tới. Trắng luôn, la liệt luôn. Không kêu ông nông dân lại đi ai quay. Đâu rồi? Lại hái nó không vậy? Hái phụ bằng gà này nhiều quá, hái không hết. Ngon quá trời nè. Mấy em mình vào quần rồi. Đi đâu mà dữ vậy? Nông dân đi đâu kiếm ông Nhung mà đi dữ luôn. Quá trời ngon luôn nè, đi qua. Không kiếm cái bự đã đời luôn. Còn cái nào xấu kìa, okay. Vô đây cái một cái là xong bài vỏ gì rồi. Dạ, về được kìa. Xong. Khỏi cần đi dần dần mà. Trời luôn rồi. Bỏ đây đi. Hôm nay có cái mông gà này. Nó thật to luôn. Đây một cái nhỏ nữa nè. Ừ. Chỗ này hình cái nữa được rồi. Ồ, cái này cũng hư luôn. Mưa nhiều cái nó mông gà nó mau hư lắm coi. U nó phải không? Không phải. Thì cái chỗ này nè các bạn, hồi năm ngoái mấy anh em mình đi cũng rất là nhiều luôn. Nhưng mà năm nay thì giờ này cũng như là năm ngoái rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ thì không có một cái nào mà nó thấy mà nó lú ra luôn á các bạn.
khách mua rồi. Con này có cái hai cái mông gà các bạn. Thấy ú ú cái mình kiều lên. Ô ba cái luôn. Đó, cái này cũng còn rất là ngon. Rất là ngon đó. Hình như chỗ này nó ú ú nữa là phải không? Đúng rồi. Ú ú mà không phải là nấm tùng nhung. Này kìa. Wow, cũng còn ngon không? Còn cho nó ú ú ngon. Còn rất là ngon. Hơi ẩm một chút nhưng còn rất là ngon. Đành cái này nè. Cái này chắc hư rồi. Còn cái ưu nữa nè. Phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Wow, cái này còn ngon các bạn. Rồi, chỗ nào uống nữa. Ông đành khánh đây nè. Wow, chỗ này cũng nhiều mông già quá ha. Wow, còn rất là ngon. Ngon. Bỏ vô, đầy lại. Uống không? Như chỗ này u nữa nè, mới thấy là đâu rồi. Đây nè, đây nè. Đây nè, đây nè. Không biết phải không vậy? Đúng rồi, đúng rồi. Cái này chắc nó bị hơi cũ rồi. Còn đâu nữa? Rồi, chắc hết rồi các bạn ơi. Mấy chỗ này đó là năm ngoái là rất là nhiều nấm tùng nhung luôn. Nhưng mà năm nay kiếm mòn con mắt. Ồ, chỗ này nhìn nó u u này. Như quán thôi. Đúng rồi. Cũng còn ngon. Không có nhúng thì mình lấy gà. Mình chỗ này đó là chỗ này. Hơi hơi thôi. Nhưng mà không phải đâu. Thì mình khi gà này. Mình đào lên cái là nấm. Ồ đúng rồi. Còn gà nữa. Wow. Rất là nhiều mụn gà chỗ này. Còn chỗ nào u nó không? Lên tiếng. Mưa đi đâu ai quay ơi. Mưa đó. Ông nông dân cũng chạy xuống dưới núi rồi các bạn. Hai chị em mình tới đây gặm đấm con gà cái mê luôn. Kêu ảnh lên thì ảnh nói thôi anh xuống tới dưới rồi. Từ rối luôn.
Đầy vỏ chưa? Đầy rồi. À. Quá trời luôn, lửa cái ngon thôi á. Cái vỏ này có DIY là lúc nào cũng hên đó. Cho nên phải á, cho nên nó theo mình. Nó theo mình mấy năm trời á. Vậy phải hơi nóng tùng nhung đỡ quá. Nhà hên hên nóng mùng gà sao không nổi luôn. Cái tùng nhung á bị mùng gà nó đè dưới đít rồi. Quá vậy. Cái gì mà ít ít bị nó đè nha các bạn. Rồi đi xuống. Quá trời luôn á. Đang ở ngay dốc đồi chỗ suối rồi lên á, mới vừa qua đó. Đây nè. Trời ơi, quá trời luôn nè. Cái tiền hết tùng nhung rồi nè. Mùng gà không à. Em nhung vậy thì đâu có. Giờ mà nói tùng nhung là ông nông dân chạy lên liền luôn á. Kệ nó đi. Mày nè. Mày nè. Hơi ướt rồi các bạn. Qua trời nè. Wow. Bởi vì ông nông dân thì réo ở dưới. Con gà thì cản chân ở đây. Đang hái mồng gà. Đập đất lại. Cái mồng gà này bị không à? Ờ, cứng ngắt à, ngon quá là chắc. Rồi, ở banh ra mà tập tùng nhung vậy thôi. Ông nông dân ổng xuống mà kêu ổng, nếu mà nói tùng nhung là ổng chạy lên như bay luôn đó các bạn. Nó mồng gà không chịu lên. Mày hư rồi. Đau lưng quá. Đóng luôn. Chỗ này hư rồi hả? Thôi kêu anh đứng dưới chờ luôn đi cho ai. Mình xuống đây khỏi chạy lên. Xuống chi mất công. Mình xuống giờ mà. Ồ, trời ơi, ảnh qua tuốt bản này chắc ơi. Cái đó luôn hả? Đi hướng nào vậy? Cẳng hướng dưới lại hả? Ok, ok. Cái bản ngay dưới đây nè. Tùng nhung không mỏi, mà mùng gà mỏi ha.
giờ leo lên cái dốc này mệt. Nó đi không có nắm mà nó khỏe đã sách. Vậy mai mốt mà đi không có nắm là mà may mắn phải không? Tùng Nhung thì kiếm ống gà, nhưng mà gà thì cứ thấy u u hoài. Ồ, cái này nấm sữa luôn các bạn, không phải mồng gà nữa. Chắc nấm sữa nữa. Chắc mông gà nữa quá. Gà đây. Ồ hư đây. Hơi ướt rồi. Hồi này nấm trắng anh ơi. Nấm trắng hả? Em nghĩ vậy. Ở đây nó u nữa nè. Ồ, trắng nõn à. Trắng nõn nguy hiểm rồi, tràn vàng mới được. Ồ. Đây nữa nè, thấy không? Ồ. Ồ. Lắp lại đi. Thôi, bữa nay hả? Cứ nói đại Tùng Nhung đi hả? Cái đó là nhung lai. Nhung lai. Ủa nó nấm gì ta? Coi chừng nãy á. Không phải. Nấm gì ngọt vậy? Đúng không? Không phải Tùng Nhung à. Ủa? Tao vậy? Cái này nó cứ ngắt ở trong phải không? Ê. Anh bẻ ra. À. Anh bẻ thử coi. Ồ nữa nè. Ừ. Ừ. Trong xám xám á, ngọn. Nắm vậy cũng tìm ra mà Tùng Nhung tìm không ra là sao? Hồi nãy quá trời con gà luôn, kêu anh không ra. Hồi nãy anh đi kiếm Nhung. Cuối cùng. Cuối cùng không có Nhung. Có em Nhung lại đi kiếm con gà tiếp. Nhung nó hận rồi. Nó ghét rồi, nó bỏ ra đi. Ghét rồi, bỏ đi rồi. Nãy giờ em hái mồng gà nhiều lắm. À, anh thấy chỗ này cũng có nhiều mồng gà nè. Ừ, vậy ha. Đây, một è nữa không? Đó dài tới đó luôn đó. Ừ, thấy cũng không? Nhiều nè, thôi anh hái đi. Nãy giờ ông nông dân không được hái. Đây, hái cái nhỏ trước không? Một cái này chắc là nắm gì đây? Mồng gà, cái nhỏ chút đi. Thôi, mồng gà, nhỏ chút thì lấy luôn. Ồ, cái này ai hái rồi? Để lại đây. Nãy anh thấy chỗ này nè không? Cái này ngon nè. Coi cho mình kiều kiều cái. Dạ, em Nhung phải không? Em Nhung. Wow. À, cũng ngon nè. Rồi. Ở trong đây nữa nè. Ừ, quá trời luôn á. Nãy giờ. Ờ, đó rồi mình đi đâu vô đây hay gặp qua. Nãy giờ ông Chua Lò Mon đi kiếm Nhung. Không có Nhung. Mà không thấy Nhung ở đâu hết. Anh trở lại anh tìm gà. Cũng còn ngon không? Còn đâu nữa không? Hai luôn. Hình như trong nó u nữa kìa. Thử. U bự á. U bự coi chừng. Này ngon quá nè. U bự coi chừng mồng gà đó. Ê à. Nhung á. Nhung không có bự gì đâu. Anh nói chỗ nào? Cái này hả? Ừ. Okay. Phải không? À, chắc đá quá. Cây. Không phải đá mà là cây. Thôi bây giờ chắc về quá. Về luôn chứ chắc nữa. Về chắc nữa. Chắc năm này. Xa rời em Nhung. Điều hiu quá các bạn ơi. Thất vọng tràn trề. À, năm nay thì trồng cũng thất bại mà thất bại càng nặng nề hơn khi đi tìm nấm. Thời tiết năm nay thay đổi nhiều quá. Ừ. Kỳ quá. Thôi vậy thì mấy chắc nay là trời mưa mà trời không có lạnh thì có thể hy vọng. Hy vọng nhưng mà lạnh quá rồi, nó nổi. Từ 15 16 độ âm. Đó, cho nên
không có nắm, cho nên mấy anh em mình cứ đi một tuần lên một lần thôi các bạn. Nếu mà lên đây mà có tùng nhung thì cứ tiếp tục đi ngày sau đi nữa. Thì bữa nay là thứ bảy, mấy anh em mình lên đây thì không có nắm tùng nhung. Mồng gà thì cũng có nhưng mà cũng không có nhiều đâu các bạn. Có nắm tùng nhung chứ. Ừ. Có đi quay có. Có một cái là đi quay chết xanh thôi. Hên. Có được một cái. Để dành hửi thôi, không dám ăn. Đem về cứ để ra treo đầu nằm là ngủ rồi hửi. Thôi bây giờ chắc mấy anh em mình đi về, ngày mai chắc không có đi nữa. Ở nhiều bữa nay hái nhiều nấm mồng gà với được nấm tôm hùm. Được hai cái nấm tôm hùm. Một thì nói nấm. Chung cũng có nấm nhưng mà không mấy anh em mình mà thích nấm tôm nhung hơn. Cho nên ngày mai không có đi, đợi tuần sau đi một lần, cũng như là đi một lần lên đây, nếu mà có thì tiếp tục đi nữa. Nhưng mà tuần này thì bữa nay thôi, xong rồi. Mà nghĩ chắc không biết từng một hai tuần nữa thôi các bạn, tại vì nó bắt đầu lạnh rồi. Mai mốt thì nó đông đá với tiết phủ trắng hết thì mình cũng không có tìm được. Bây giờ thì ra xe đi về sớm. Thôi rồi, mình phe thành quả đi. Đi qua buồn không? Trời, được cái nấm tùng nhung vui chứ sao buồn? Có một cái, phe hoài à. Hay ghét. Có một cái còn hơn không? Còn hơn người mà mấy tháng trời không có cái nào. Ta tiếng mình nắm tôm hùm bộ à. Trời ơi, cái đó cũng quý kiếm mà nghe. Quan trọng là tùng nhung. Nhưng mà bây giờ tôm hùm kiếm không ra đó nha. Nhưng mà chưa có kết thúc đâu. Từ đây ra tới xe nó đụng một ổ làm sao. Bởi vậy, anh xui phải không? Ai, thì chào đây, xin chào các bạn nha. À, đó, được. Cái vỏ cũ kỹ của DIY đây luôn, thấy không? Này là cái vỏ theo mình mấy năm trời đó. Cái vỏ may mắn nè, mà thường thì đựng nấm tùng nhung, nay chỉ có nấm bồ gà thôi các bạn. Kết thúc bữa nay các bạn, mấy anh em mình bữa nay đi cũng gần 3 tiếng ạ. Hơn á. Nhưng mà thất vọng tràn trề. Nói chung cũng không phải là thất vọng dữ, nhưng mà cuối cùng thì cũng tìm được hai cái nấm tôm hùm. Mà tôm hùm này xưa giờ thì mình ít khi nào tìm ra lắm. Màu đẹp ha. Cái màu mà em mặc cái áo màu vàng nó nổi màu đỏ lên. Quá trời đỏ luôn. Rất là đẹp luôn nè các bạn. Đó. Thì bữa nay tìm rất là nhiều mồng gà, chỉ có được một cái tùng nhung thôi do đi DIY chat tìm được. Nhưng mà mắc cười nhá, DIY chat là kiếm được cái nấm tùng nhung bỏ dưới đít vỏ các bạn. Cái đầu tiên đó. Rồi một đống nấm mồng gà nó đè lên. Cho nên là muốn lấy cái nấm mồng nhung ra phe và đổ. Đống nấm mồng gà muốn ra. Phe với các bạn thì phải đổ ra hết mới móc nó lên được. Tại vì nó nằm móc ở dưới đáy á. Tội nghiệp em tùng nhung bị đè quá. Có mình cho nên bị đè. Bị gà đè. Có cái này về làm gì? Sao đổ nồi cháo? Thôi vậy kho. Thì có một cái cũng hơn đỡ thì không có sao? Tại vì cái nấm này công nhận là phải nói là mình khi mình tìm được mình hửi cái mùi rất là thích luôn, nó giống như mùi thơm dễ chịu lắm các bạn, động lực luôn á. Thì bữa nay hay là hai mấy anh em mình kiếm được một đống con gà nhiều lắm luôn á, hồi nãy là đã lựa rồi á, chỉ tìm được một cái nấm tùng nhung, hai cái nấm tôm hùm, coi như là thu hoạch bữa nay thì cũng hơi thất vọng chút xíu nhưng mà cũng có ha. Cũng có. Với lại cũng không đến nỗi thất vọng, tại vì cô chú anh chị em cô bác ở trên cũng YouTube luôn ủng hộ, phải không? Rất là ủng hộ, nói không nấm gì cũng là nấm ha, tùng nhung không có thì coi xem mồng gà. Cho nên hai vợ chồng mình với DIY chat cố gắng dù không có nắm. Dạ, cũng tranh thủ. Cứ tranh thủ một lần. Mỗi tuần đi một lần. Dạ thì chắc cũng còn một hai tuần nữa thôi các bạn. Trời bắt đầu lạnh rồi. Có nhiều đi thường hơn. Thì từ đây tới cuối năm trước khi trời lạnh cũng còn mấy ngày, cho nên hy vọng sẽ có các bạn. Hy vọng có năm nay thấy nó hơi mong manh. Mong manh quá. Này kêu là hy vọng mong manh. Bây giờ là bắt đầu là trời lạnh lắm rồi, cho nên lạnh xuống âm luôn, cho nên sợ nấm nó lên không nổi nữa. Là đồng hết, cứng hết là nó hư hết các bạn, với tiết phủ là không thấy đường để tìm á. Đúng rồi các bạn. Dạ thôi, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của vợ chồng mình. Nếu các bạn thích xin like, đăng ký và chia sẻ để xem những video kế tiếp nha. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye. Chào. Thôi kệ đi, có ngày cũng thử được cái nấm chứ bộ à.